Âm thanh HD audio xin chào các bác, các anh, các chị cùng toàn thể mọi người yêu âm nhạc. Hôm nay em làm clip này được giới thiệu với các bác. Còn vang số Party House 780EX. Đây là mặt sau của nó và đây là mặt trước. Thì hôm nay sức khỏe em không được tốt nên là giọng nó hơi khó nghe, thì các bác bỏ qua giúp em với. Em xin giới thiệu mặt sau này. Mặt sau của nó thì là đây là chế độ đầu vào này, đấy, input này. Đấy. Đây là level input level, nghĩa là cái âm thanh đầu vào đấy, mình cho to hay nhỏ khống chế nó ở đây được này. Cái này không cần dùng đến. Cái này là dry led này, hai cổng ra này, đấy, hai cổng ra của loa này. Đây là loa center này, đây là loa sub, hai mic. Đấy. Cái này là điều khiển với đây là cổng cắm phần mềm đấy, điều khiển. Thì con này nó cũng đơn giản thôi. Thì là em sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh con vang số này làm sao mà nó hay nhất. Mọi người dùng cái cộng này đấy. Thì ở đây em đều có cộng này rồi đấy, em đều có cộng này. Thì là những ai mà mua hàng của nhà em, của shop bên em, thì sẽ được khuyến mại các cái cộng kết nối này. Thì mọi người về chỉ việc đấy thôi, mọi người chỉ việc đấu thẳng vào âm ly hoặc là đấu thẳng vào vang và vào đẩy là được đấy. Em giới thiệu qua cái mặt trước của nó này. Đây là IFF mode này. Đấy, nghĩa là chỉnh các cái chế độ vang nhạy ở đây này. Đấy. Mic mode này, đây là cái chế độ mic này. Và đây cũng thế, đây là music, feedback, exciter. Đây là effect, effect volume, nghĩa là vang nhạy tổng này. Đấy. Đây là các cái nút, tí này em sẽ hướng dẫn các bác là dùng các cái nút này để mà khởi động lên ấy, khởi động, lúc khởi động lên nó to nhỏ như thế nào và khống chế nó ở mức nào đấy, và thì nó sẽ ở hàng này. Đây là mic tổng này, music tổng đấy. Đây là ba cái mic, cái volume mic. Thì con này nó sẽ cắm được 5 đường mic vào mọi người nhé. Đây, 1, 2, 3 này. Cái hai mic đằng sau này. Thì nếu mà ai dùng mic không dây ấy, thì sẽ cắm đằng sau, nó sẽ nhìn nó sẽ tiện hơn. Đấy, còn nếu như ai mà dùng mic dây thì sẽ cắm đằng trước. Đây thì em đang dùng mic không dây. Đấy. Nhưng mà em thì lại cắm đằng trước. Cái dây kia này. Em thì không còn cái dây này. Đấy, dây là dây ba chân. Em sẽ hướng dẫn qua cho mọi người cách chỉnh này. Đây là vang nhại này. Đấy. Mình sẽ bấm đây nhé, các cái chế độ lưu vang này, 4, 5 KTV. Thì mọi người sẽ để IFF, mọi người sẽ để EFF nhé. EFF nghĩa là nó sẽ có cả là echo và reverb thì sẽ hay hơn là cái chế độ KTV. Thì muốn chỉnh cái chế độ EFF này, mình sẽ ấn để cho nó nhấp nháy này, sau đó mình vừa ấn exciter này, đấy, hoặc là ấn feedback này. Đấy. Bây giờ đây. Giới thiệu người nhá. Đây reverb này. Hello. Reverb thì là mình sẽ để bé thôi. Mọi người sẽ để khoảng 20 thôi. Reverb để khoảng 20 này. Reverb time để thấp thôi. Có nghĩa cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái không gian nhà mình. Tuy nhiên thì không gian nhà em nó nhỏ hẹp thì em để thấp thôi để cho nó đỡ ồn. Hello. 1, 2. Đấy, mọi người vừa chỉnh vừa
vừa alo thử để cho nó thử xem nó cái tiếng mic nào nó hợp với mình nhất, cái tiếng vang reverb delay, cái chế độ vang vọng lại reverb này, thì mình để thấp thôi để cho nó đỡ bị ồn. Reverb hay cắt. Alo, echo. Echo mình nên để mức 8 hoặc 9. Alo, alo. Echo repeat. Đấy, thì để sẽ khoảng 9. Alo, alo, alo. 1 2 để nghe tiếng echo delay. Thì cái này thì nó phụ thuộc vào từng nhà. Nhà thì là rộng, nhà thì hẹp đấy. Thì sẽ mình tùy chọn để mà để 184 hoặc là bao nhiêu. Đấy, muốn vang vọng nhiều thì mình để 196 alo, alo. Có thể hơn đấy, mình chỉnh lên alo, 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 alo. Mình đang khống chế 196 alo, alo, alo. 1 2 echo alo, alo, alo. 1 2 3 4 người đang echo. Alo, 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 1, 1, 2, echo 80 thì vượt 20. Rồi, sau đến mic này. Đấy, mic thì nó nhấp nháy này. Xong bắt đầu. Thì đây là equalizer của mic, đây là tần số bass này. Alo, 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 chỉnh cao, cao, alo, 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 thấp, thấp. Thì thường để không thôi, phụ thuộc vào cái này nó phụ thuộc vào cái mic của từng gia đình nhé. Từng nhà nó có những cái mic nó tiếng nó rất là cao, nhưng cũng có cái mic tiếng thấp, hoặc là tùy giọng từng người đấy. Thì mình sẽ để khoảng 0 này, hoặc là trừ 1 này, hoặc cộng 1 tùy. Đấy, thường những cái tần số thấp như này thì phải trừ đi, nó giảm vỡ đi đấy. Và cái tần số chung này thì chúng ta lên để cao hơn chút để nghe cái tiếng nó sẽ sáng hơn. Đây là tần số chép của mic này. Alo, alo, 1, 2, 2. Còn nhưng mà cái chép này nếu mà để cao quá thì nó cũng dễ bị hú. Thường thì để sẽ 0 hoặc 1. Lao cắt. Đây, đây là cái cắt cái tần số thấp của mic. Thì mọi người thường hay để khoảng từ 80 đến 100. Đấy, nó không cho cái tần số thấp vào nữa. Sang đến bên này là các cái nút thăng này. Đây, nút thăng này giữ, mọi người giữ một lúc thì nó sẽ lên cái chế độ này. Đấy, mắc có nghĩa là cái chế độ to nhất, to nhất mình sẽ khống chế. Ví dụ như nhà nào mà có trẻ nhỏ đấy mà mình không muốn nó vọng to quá thì mình có thể khống chế nó ở đây, có thể để 20, 30 và cao nhất của nó là 80. Thì mic ở đây em đang khống chế khoảng 30 đấy. Và music thì cũng khống chế khoảng music để tổng là khoảng 80 đi, 70 thôi. Đấy, và bên này vang cũng vậy. Music đây có nghĩa là mắc ấy, nghĩa là to nhất ấy. Rồi, to nhất. Rồi, để em nhấp nháy một lúc rồi được. Đấy, đây là cái chế độ nào mà nó sẽ bật lên thì nó sẽ ở đây, mình sẽ chỉnh nó ở chỗ này này. Ví dụ như là bật lên ấy thì là nó ở cái chế độ gì thì chúng ta sẽ giữ cái nút ở giữa này. Đó. Nút ở giữa là xong, bắt đầu chỉnh ở đây.
chỉnh ở đây ví dụ như là Effect 1 này, Effect 2 đấy, 3, 4 đấy. Nó có nhiều chế độ đấy, mình chỉnh để mình lưu đấy, mình lưu cái nào rồi đấy, chỉnh ở đấy. Mình không chỉnh cái là nó mất. Đây này. Giữ này, giữ khoảng 3 giây. Rồi, thì là đã khởi động đang là KTV4 này thì mình bấm vào đây. Đấy, để là hiển thị AFF rồi, đấy. Và sau đó music cũng vậy. Đấy, thì nó có nhiều cái chế độ lưu mic thì mình cũng cứ để mic 1 thôi. Mọi người tùy thích mic nào cũng được. Đấy. Nhưng mà để khởi động đây gọi là cái mức bật lên khởi động nó ở cái chế độ nào đấy. Đấy, như vậy thì có nghĩa là mình giữ nút này nhé. Đấy, đấy, còn đây giữ nút này, đây là cái mức nhỏ nhất này, đấy, nhỏ nhất của mic này, thì có nghĩa là khi mà bật mic lên ấy, khi mà bật cái vang số lên ấy, thì nó sẽ khởi động ở cái mức này, và mình muốn to nhỏ thì mình vặn lên được, thì là em luôn để cái mức nó nhỏ thôi. Music khoảng 9-10 thôi, và mic cũng khoảng 20 thôi, thì tùy mọi người, ví dụ nhà nào to nhỏ muốn bật lên nó phải uỳnh uỳnh, hoặc là muốn bật lên nó sẽ bé nó vặn lên, thì mình sẽ ở cái nút này đấy. Đó. Và cái này thì nó tự lưu. Đấy, mọi người xem nhé, đây là em đang để là music 10 này. Đấy, mic 20 này, KTV 40 này. Thì kể cả bây giờ mọi người vặn thoải mái này. Đấy, mọi người vặn đi đâu cũng được. Đấy, mọi người vặn hết đi nhé, nhưng khi mà tắt đi này, cái effect mình đang khống chế nó ở 10. Đấy, mình khống chế nó cho khống chế to nhất là 50 đi. Đấy, thì bây giờ mình có thể vặn lên. Đấy. Thì khi mà mình vặn lên rồi nhá, đấy, mọi người hát cảm thấy thế này là ok. Và tắt đi này. Tắt đi xong là bật lên này. Bật lên thì nó lại về cái chế độ mặc định vừa nãy của mình. Thế thôi. Alo. Thì mọi người có gì thắc mắc hoặc là có gì không hiểu về con vang số Patty Hall 780AX thì liên hệ với số hotline 0987 630 409, thì sẽ được hướng dẫn tận tình và chu đáo. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Xin tạm biệt mọi người. Chào mọi người.